Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, thời tiết gần đây thay đổi thất thường khiến cho chúng ta dễ mắc những cái bệnh lý về cảm hơn, sốt nhiều hơn. Chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là vì sao chúng ta thay nhau ho, sốt, sổ mũi, đặc biệt là giọng trở nên nghẹt hơn. Và để trả lời về vấn đề này cũng như là có những cái giải pháp nào để chúng ta khắc phục thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Ráp xin được kính chào bác sĩ Khanh ạ. Xin chào Thanh Ráp, xin chào alo bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, gần đây thì nhiều người thay nhau gặp các triệu chứng như là ho, sốt, sổ mũi rồi giọng đặc nghẹt. Xin hỏi bác sĩ thì đây là những cái dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nào thưa bác sĩ Khanh? Thông thường ho sổ mũi khàn tiếng thì nó cũng là bệnh lý của đường hô hấp trên thôi. Thường là do virus thôi, và đặc biệt là khi đổi mùa đó thì nó sẽ bị cái bệnh cảnh này nhiều hơn. Hiếm khi trường hợp nó làm cho mình khàn tiếng lâu thì người ta gọi là viêm thanh quản. Dạ, thưa bác sĩ, đâu là những cái nguyên nhân khiến cho nhiều người cùng gặp chung tình trạng này trong thời gian gần đây? Về yếu tố thời tiết giao mùa thì ảnh hưởng ra sao đến tỷ lệ mắc bệnh thưa bác sĩ Khanh? Khi mà mình thấy nhiều người cùng bị là virus, tại vì vi khuẩn nó không có lây nhiều người như vậy được. Dạ. Nếu mà thấy nhiều người cùng bị và nhiều nhà cùng bị đó là tác nhân virus thật. Tại vì vi khuẩn thì nó muốn xâm nhập vô cơ thể người ta thì nó phải có thời gian và cái tốc độ lây. Và thời tiết thay đổi thì đó là một trong những cái yếu tố thuận lợi. Chúng ta biết là khi mà thời tiết thay đổi đó thì cái môi trường, đặc biệt là cái mùa đông xuân đó, thì hay là từ thu mà chuyển qua đông đó, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những cái virus đó phát triển trong một nhóm người xong nó lây toàn bộ. Thứ hai là cái thời tiết thay đổi như vậy đó thì cái tích sức đề kháng của con người nó cũng sẽ giảm xuống. Đó là hai yếu tố thuận lợi làm cho virus nó phát tán để sẽ lây lan, thành ra nhiều người cùng bị. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, người người nhà nhà thì thay nhau sốt, ho, sổ mũi do cảm lạnh hoặc là cảm cúm. Xin hỏi bác sĩ cái khả năng lây lan của căn bệnh này như thế nào? Bởi vì thường có tình trạng người này vừa hết ốm thì người kia đã nối gót bị bệnh theo thưa bác sĩ Khanh. Cái đó là hiện tượng hết sức bình thường. Nếu mà cả nhà chúng ta mà không có ai có miễn dịch với lại cái tác nhân virus đó thì sẽ lây cả nhà luôn. Từng một cái tác nhân virus đó nó bị theo mùa đó, thì nếu mà mùa trước mình có gặp con virus này rồi bị rồi, hay là trước đây nhiều năm bị rồi đó, thì mình sẽ không có cái khả năng mắc bệnh nữa. Còn nếu mà mình chưa có khả năng mắc bệnh á, mà chưa có từng tiếp xúc virus đó thì mình sẽ bị thôi. Thành ra thấy một nhà mà nhiều người bị chứng tỏ là cái nhà đó là chưa có từng có miễn dịch với cái virus đó. Dạ, và có nhiều bạn đọc họ cũng thắc mắc là giữa cảm lạnh và cảm cúm thì khác nhau như thế nào và làm sao chúng ta phân biệt được triệu chứng giữa cảm lạnh và cảm cúm thưa bác sĩ Khanh? Thông thường á, thì người ta cũng cảm lạnh cảm cúm thì giống nhau thôi, chỉ có bị cúm á, thì nó khác với lại cảm cúm cảm lạnh. Khi mà người ta chia ra như vậy á, theo chuyên môn người ta hay chia là nếu mà cảm lạnh á, thì do cái loại human corona. Còn nếu cúm á, là do influenza. Đó. Tuy nhiên hai cái này nếu mà cái người mà có miễn dịch rồi đó thì nó rất là giống nhau. Còn người mà chưa có từng miễn dịch với cúm á thì triệu chứng cúm nó sẽ rầm rộ hơn. Thì thường thường cúm nó sẽ có gồm có đau nhức mình mẩy rồi sốt cao rồi mới ho sổ mũi. Còn khi cảm lạnh thì nó chỉ ho sổ mũi là nhiều thì sốt ít thôi. Dạ, thưa bác sĩ, cảm lạnh thì thường được xem như là bệnh vặt, một năm chúng ta có thể gặp một đến vài lần. Vậy thì thực tế cảm lạnh nó có nguy hiểm hay không? Và tình trạng này có thể chuyển nặng trên những nhóm đối tượng bệnh nhân nào thưa bác sĩ? Tất cả các tác nhân mà cho virus á, thì nó sẽ lành tính với lại đa số cái đối tượng mà có miễn dịch mạnh. Riêng gì cảm lạnh hay là cúm gì cả. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng mà có yếu tố nguy cơ như là có bệnh nền, bệnh lý suy giảm miễn dịch, hay là trẻ rất nhỏ hay là những người lớn tuổi đó, thì nó đều có khả năng nặng hết. Nhưng mà virus cúm hay là cái loại mà adeno đó thì nó nặng hơn là human corona. Thưa bác sĩ, khi bị cảm lạnh thì chúng ta nên điều trị ra sao? Cái tình trạng này bao lâu sẽ hết? Vì sao có nhiều người thì bị dai dẳng, ho hoài không dứt, thậm chí là tiếng ho còn nghe rất là đặc và có đờm? Liệu rằng có cách nào để chấm dứt cái tình trạng này hay không thưa bác sĩ Khanh? Khi mà mình bị cảm lạnh á thì thông thường khoảng chừng 2-3 năm ngày nó sẽ hết. Cái đó là thông thường của cái người miễn dịch tốt á. Nhưng mà cái sinh hoạt của người đó nó cũng khá là quan trọng. Thí dụ người đó vẫn phải thức khuya, vẫn phải làm
đi ra ngoài đường làm thì cái khả năng giảm sẽ chậm hơn. Thứ hai là cái người đó, nếu mà cái người đó là cái tình trạng mà họ có bệnh lý hô hấp mãn tính, ví dụ suyễn hay là bệnh phổi tắc nghẽn, thì cái tình trạng nó càng khó hết hơn, và đặc biệt là có thể nó bội nhiễm thêm đó. Thì tùy theo cái thể trạng của người đó mà cái thời gian kéo dài, và cái khả năng mà lâu nhất trong cái cảm đó là cái ho, Dạ. nó thể dài hoài thôi, đặc biệt là cơ địa mà dị ứng nó càng ho lâu Ừ. hơn. Cho nên mình đừng lấy làm lạ là sao có người ho nhiều hơn người khác, thì đó là hiện tượng hết sức bình thường. Dạ. Và khi mà chúng ta có dấu hiệu cảm cúm thì nên điều trị như thế nào? Triệu chứng nào cho thấy người bệnh cần phải đi bệnh viện, và khi mà chúng ta mắc bệnh cảm cúm bao lâu sẽ khỏi, thưa bác sĩ Khanh? Thông thường 3 năm 7 ngày nó sẽ khỏi. Dạ. À, nhưng mà nếu mà cái đối tượng đó là cái người mà lớn tuổi á, trên 65 mà đặc biệt là có bệnh nền tim mạch hay là phổi mãn tính, Dạ. thì mình nên theo dõi sát hơn, thậm chí mình đi khám ngay từ đầu để bác sĩ phát hiện xem có viêm phổi hay không. Thứ hai là nếu mình thấy là cái cơn ho đó nó khạp ở đàn xanh hay là làm cho mình tức ngực khó thở, thì mình cũng nên đi viện ngay. Còn trong cái giai đoạn mà mình bị cảm sốt nặng á, mình thấy choáng váng có vẻ như mệt mỏi á, hay là ly bì quá, thì cũng nên đi bệnh viện, tại vì cúm, bản thân cúm nó cũng có viêm phổi nặng ngay từ lúc đầu. Dạ, tự mua thuốc là một trong những thói quen của nhiều người khi mà chúng ta có biểu hiện ho, hắt hơi, sốt, nghẹt mũi, đặc mũi, vân vân. Thì bác sĩ Khanh có cái lời khuyên nào trong trường hợp này? Các loại thuốc nào có thể được sử dụng không cần kê đơn để giảm các triệu chứng khó chịu? Thuốc kháng sinh chúng ta cần dùng thì nên dùng trong những trường hợp nào và chỉ định ra sao, thưa bác sĩ Khanh? Thông thường thì một cái cảm thông thường thì chúng ta có thể tự uống thuốc thôi, chứ không thể nào mà tất cả mọi người cảm đều phải đi khám bác sĩ, thì Dạ. làm sao mà bác sĩ đâu mình khám nổi. Thì cái cảm đó nếu mà mình cảm thấy mình không đau họng gì cả, mình chỉ nghẹt mũi ho thông thường thôi, sốt nhẹ thôi thôi, thì mình sẽ uống thuốc hạ sốt và thuốc giảm ho, cũng như là những cái thuốc mà để cho nó bớt nghẹt mũi, có thể là nhỏ mũi uống thuốc. Nhưng mà nếu mình thấy mình tức ngực khạc đàm á, mà mình nghĩ là có thể thay cho kháng sinh đó, thì không nên, là mình phải đi khám để bác sĩ xác định xem là mình có cần thay kháng sinh hay không. Chứ còn một cái triệu chứng á, thông thường á, thì rất là khó biết mà cần thay kháng sinh hay không, ngoại trừ cái người đó là người bác sĩ thôi. Dạ, và thưa bác sĩ Khanh, có nhiều người họ lăn tăn một vấn đề là họ đặt ra câu hỏi là tại sao họ đã tiêm ngừa vaccine cúm rồi nhưng mà vẫn có các triệu chứng của cảm lạnh cảm cúm. Liệu rằng chúng ta tiêm ngừa cúm hiệu quả được bao nhiêu phần trăm và có tác dụng bảo vệ khỏi cái vấn đề chúng ta bị cảm, thưa bác sĩ Khanh? Thông thường á, chích ngừa cúm á, thì nó ngừa cúm cái năm đó thôi. Dạ. Có nghĩa là khi mà người ta chế ra vaccine cúm á, thì người ta tìm hiểu xem là cái con nào sẽ là chủ đạo của cái năm đó, người ta chích. Dạ. Những con chủ đạo không có nghĩa là những con khác không tấn công mình. Dạ Chỉ khi nào vâng. chích được nhiều mũi trong một năm, nhiều mũi trong nhiều năm liền á, thì có khả năng cái con đó mình đã từng chích trước đó vài 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 năm. Đó, thì là cái tính liên tục mới là quan trọng. Đặc biệt là những cái người mà đối tượng nguy cơ là trẻ em. Còn nếu mà mình chích cúm rồi, mình ngay cả mình có miễn dịch cúm, thì nó những con virus khác nó cũng làm bị cảm. À, ví dụ như RSV, ví dụ như là adeno hay là human corona, thì cái điều đó mình để làm lạ. Tuy nhiên chích ngừa cúm thì sẽ ngừa được cúm. Dạ, ngoài cái vấn đề mà chúng ta chích vaccine rồi sử dụng thuốc thì khi mà bị cảm cúm thì nhiều người họ lại tìm đến một cái phương pháp dân gian là xông hơi. Vậy thì xông hơi có tác dụng ra sao với người bị cảm lạnh cảm cúm? Nếu như mà họ không xông toàn thân được thì họ có thể xông cái vùng mũi, họng, mặt thôi được hay không, thưa bác sĩ Khanh? À, thông thường á, thì cái biện pháp xông hơi của mình á, thì nó làm kích thích mình vã mồ hôi ra, nó sẽ Dạ. hạ xuống. À, thứ hai là trong cái lá xông đó, nó cứ có những cái kháng sinh mà mang tính thực vật á, thì nó Dạ. có tiêu diệt được những mầm bệnh ở trong vùng mũi họng. À, nhưng mà tác dụng phụ của xông hơi là nếu mình làm nóng quá thì có thể mình bị mất nước hay bị phỏng, Dạ. hay là mình làm nóng quá nó có thể bị khô cái niêm mạc, cái nó phỏng niêm mạc đi. À, thành ra khi mình đi xông thì mình phải hiểu được là cái xông đó là cái mục tiêu như thế nào, nhiệt độ làm sao, an toàn làm sao cho bản thân mình. À, và mình có thể tự xông mũi cũng được, nhưng Dạ. mà có nóng quá mà cũng không có cái hơi nó sọc mạnh quá thì có thể nó sẽ bị tổn thương cái niêm mạc mũi, chứ còn người ta không có khuyên là không có xông. Tuy nhiên nếu mình nghĩ xông không là đủ á, không rồi, không phải vậy, mình phải nghỉ ngơi uống nước rồi ăn uống cho đầy đủ, và đặc biệt là mình phải theo dõi chính cái triệu chứng của mình, coi chừng nó có biến chứng đâm lên viện ngay. Dạ, những người bị cảm lạnh cảm cúm thì họ nên làm gì để nhanh vượt qua cái giai đoạn này, thưa bác sĩ Khanh? Thông thường cảm cúm á, thì mình nếu mà mình là cái thịt trẻ đó thì mình cảm thấy Dạ. mình có chịu đựng được thì nó lướt qua. Tuy nhiên nếu mà mình một cái người mà có tuổi rồi đó,
mình thường hay cảm mà thấy khó hết thì mình nên uống thuốc để điều trị triệu chứng. Tại vì nếu mình để như vậy có thể là mình ngủ không được, mình Dạ. ngủ không được đó, thì mình lại khó hết bệnh. Thành ra mình phải bảo đảm làm sao giấc ngủ mình được tốt, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn chất lỏng, ăn nhiều bữa, nghỉ ngơi, thì nó bắt đầu nó mới bớt được, chứ không có cách nào nhanh hơn. Dạ. Ở trong cái giai đoạn này khi mà trong nhà của mình hoặc là tại nơi làm việc có người bị cảm lạnh cảm cúm thì có cách nào để mà đừng lây lan hàng loạt hay không thưa bác sĩ Khanh? Cái quan trọng là cái người bị cúm là phải mang khẩu trang, Dạ. cái người bị cảm là phải mang khẩu trang. Dạ Nếu đúng. họ nặng thì họ nên nghỉ ở nhà, chứ còn mà trong cái môi trường như vậy thì họ khạc ra thì mình rất là khó tránh. Rồi song song đó thì mình cũng cố gắng, nếu mình thấy xung quanh nhiều quá thì mang khẩu trang, rồi phải rửa Dạ. tay, thì đó là những cái biện pháp có thể phòng ngừa. Và nếu mình nghĩ cái đợt đó là cúm thì mình nên đi chích ngừa. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Khanh trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Dạ, và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Và Thánh Đất cũng hy vọng rằng khi mà qua số phát sóng ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin kiến thức trong việc làm thế nào để vượt qua cái giai đoạn chúng ta dễ mắc những cái bệnh lý về cảm cúm, cảm lạnh như thế này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị ạ.